Ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng tham dự hội thảo hợp tác đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng Việt Nam-Nhật Bản. Ông Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản có tổng cộng 92 dự án đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong ASEAN mà đứng đầu là Việt Nam với 39 dự án. Ông Kishida nêu rõ, không gian hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là không giới hạn. Rõ ràng, các bạn có thể thấy đây là một thông điệp chắc nịch của Nhật Bản, đã khẳng định sẽ gắn bó với Việt Nam lâu dài trên mọi lĩnh vực có lợi cho đôi bên. Dĩ nhiên rồi, không có lợi gì thì người ta đâu có ngu gì để đi đổ tiền vào Việt Nam chúng ta. Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Việt Nam, phía Trung Quốc đã đánh hơi được nhiều vấn đề trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật. Các nhà báo Trung Quốc liền đăng nhiều bài báo quan ngại về mối quan hệ này. Họ cho rằng xã hội phương Tây do Mỹ và Nhật Bản đại diện đang dần tránh xa, theo đó đang dần chuyển hướng chuỗi cung ứng sang Việt Nam và vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang dần được thay thế bằng Việt Nam. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam ngày 27 tháng 4, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 đã vượt qua thâm quyến". Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc không lấy lo lắng mà hãy can đảm. Vậy tại sao phía Trung Quốc lại lo lắng đến như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu những lý do trong video này các bạn nhé! Tại hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã cho biết Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp, các ngành tăng cường phát triển và ứng dụng công nghệ, cải cách và đổi mới, nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cung cấp các dịch vụ để phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh giới doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu ngày càng cấp thiết về cải cách công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư mới trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Nói cách khác, Việt Nam không còn là Việt Nam chỉ sản xuất hàng dệt may và các sản phẩm công nghiệp nữa, mà đang thực hiện toàn diện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuẩn bị trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất tiên tiến của phương Tây. Mục tiêu là thay thế vị trí của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng quốc tế. Thông tin quan trọng nêu trên cũng được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tiết lộ và cho rằng Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam là chìa khóa cho sự hoạt động và hợp tác hiệu quả của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Do đó, hai bên cần hợp tác để nâng cấp năng lực và công nghệ của các ngành công nghiệp phụ trợ. Thứ hai là Nhật Bản và Việt Nam mong đợi giải quyết các vấn đề kinh tế hiện có thông qua chuyển đổi kỹ thuật số, số hóa các thủ tục kinh doanh và thủ tục điện tử. Thứ ba là đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua sự vươn lên nhanh chóng của Việt Nam. Ông Fumio Kishida cho biết, không gian hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là vô hạn. Từ đó có thể thấy rằng, địa vị công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị các nước dân chủ như Nhật Bản từ bỏ. Tương tự, tỷ phú Lý Gia Thành cũng sang Việt Nam đầu tư. Ông Lý Gia Thành được biết đến là một trong những doanh nhân khôn ngoan nhất thế giới với khả năng quan sát nhạy bén những thay đổi của thị trường toàn cầu để đầu tư. Đầu tháng 4, truyền thông Việt Nam đưa tin tập đoàn Cheong Kong của ông Lý Gia Thành đã thảo luận cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Việt Nam về việc đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo thời báo Sài Gòn của Việt Nam, một cuộc họp đặc biệt giữa tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tập đoàn Cheong Kong vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lý Gia Thành được biết đến là nhà đầu tư khôn ngoan đã bất ngờ xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt Nam. Điều này có thể báo trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong 30 năm tới. Còn đối với Trung Quốc là sự kết thúc thời kỳ dựa vào công xưởng thế giới để phát triển tốc độ cao. Từ đó chúng ta có thể thấy rất rõ ràng những cái đầu xanh sỏi nhất thế giới đang hướng về Việt Nam, rời xa dần thị trường Trung Quốc trong những năm qua. Một trong những lý do khiến người Trung phải lo lắng là những số liệu trên thực tế. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố, xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 đạt 34,71 tỷ đô la, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi số liệu từ Hải quan Thâm Quyến cho thấy kim ngạch xuất khẩu thương mại của Thâm Quyến trong tháng 3 giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy Thâm Quyến đã bị Việt Nam vượt xa. Sự tăng trưởng nhanh về xuất khẩu sản phẩm điện tử của Việt Nam đã gây ra một số lo lắng và cảm giác khủng hoảng trong các ngành liên quan ở Trung Quốc. Không chỉ vậy, Việt Nam hiện quá bận rộn với các đơn hàng, trong khi đơn hàng của Trung Quốc thì đang giảm mạnh.
Có lẽ đây là lý do chính khiến chuyên gia của Trung Quốc hô hào mọi người đừng hoang mang. Biệt danh công xưởng của thế giới gắn liền với hình ảnh công nhân giá rẻ, lấy công làm lời, không tranh giành vinh quang với các thương hiệu đình đám toàn cầu. Trung Quốc đúng ra đã làm rất tốt vai trò này để âm thầm chuyển mình thành người khổng lồ trên bàn cờ kinh tế toàn cầu. Nhật và Hàn Quốc trước đó ở một khía cạnh nào đó cũng đi lên từ bước đệm làm gia công, sản xuất cho người khác. Đến nay thì ai cũng biết, các thương hiệu xe hơi và vô số hàng điện tử, kim khí điện máy của họ tung hoành khắp nơi trên thế giới. Nhưng tình hình bây giờ có khác, khi mọi thứ đều có thể thay đổi qua một đêm. Mới đó mà hàng trăm hàng ngàn nhà máy đang làm gia công ngon lành cho Mỹ và các nước đồng minh có thể sẽ rút ra khỏi Trung Quốc, để lại ít nhiều khó khăn cho nền kinh tế nước này. Thế trận công xưởng của thế giới chưa bao giờ bị lung lay như hiện nay. Hay nói một cách khác, sẽ không có một công xưởng nào trên thế giới còn an toàn cả. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, chúng ta cũng đang giành được các đơn hàng lớn từ các nước rời bỏ Trung Quốc. Nhưng một ngày nào đó, thị trường bão hòa thì họ cũng hoàn toàn có thể rời Việt Nam sang các nước có nhân công rẻ và ưu đãi hơn. Chúng ta một mặt không muốn gắn mác công xưởng của thế giới, nhưng một mặt lại quá cần những công xưởng gia công mới mọc lên ở khắp nơi để giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết, trong đó có nguồn doanh số khổng lồ và lực lượng nhân công trẻ dồi dào. Vấn đề ở chỗ là liều lượng và chất lượng sao cho hài hòa, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn sao cho phân biệt rõ ràng. Lấy ngành dược phẩm của Mỹ làm ví dụ về chất lượng và tầm nhìn ngắn hạn hay dài hạn trong hai từ gia công. Theo đó, gia công sản xuất thuốc thành phẩm tại các nhà máy ở nước ngoài là gia công rẻ, không có chất xám. Còn gia công không nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng là rẻ nhưng lại có nhiều chất xám. Chính cái khâu nghiên cứu này mới là thứ mà Việt Nam rất cần. Tuy nó có thể không làm ra nhiều tiền bằng các khâu sản xuất hàng loạt, số lượng lớn, nhưng khâu này mà nằm ở nước nào thì đội ngũ các nhà khoa học địa phương ở nước đó được đào tạo phát triển. Và đây mới là lực lượng giúp các doanh nghiệp nước sở tại một ngày nào đó vươn mình bước ra khỏi cái bóng nhân công giá rẻ thuần túy của công xưởng để làm thương hiệu, làm chủ chuỗi cung ứng. Nói một cách khác, kinh tế Việt Nam trong cơ hội đón vốn đầu tư nước ngoài đợt này cần cả hai mặt trận gia công lao động tay chân và gia công lao động có trình độ khoa học, tay nghề cao, sẵn sàng đón nhận những chuyển giao trí tuệ, chất xám để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn sau này. Chúng ta muốn sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu thì không thể gia công chân tay mãi được, phải phát triển công nghệ, nắm trong tay mình chất xám mới có thể bền vững. Đừng để phần gia công nhà máy thuần túy tập trung vào Việt Nam quá nhiều, trong khi phần gia công chất xám kia lại đổ vào các nước khác. Chẳng khác nào là mình đi gặm cục xương để người ta gặm cục thịt vậy. Do vậy, các nhà khoa học của Việt Nam cần có sự chuẩn bị mang tính chiến lược hơn. Vai trò và tầm hoạt động của các trường đại học, các viện nghiên cứu do đó cũng phải được đặt lên đúng vị trí của nó, mới có đủ sự đầu tư cả về cơ sở hạ tầng đến con người và các quy chế liên quan. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều công sức và dài hơi, nhưng vô cùng xứng đáng nếu kinh tế nước nhà muốn thay da đổi thịt một cách bền vững. Không có chất xám thì không có tự chủ, không có thương hiệu, không có tiếng nói và mãi mãi là người bị lệ thuộc nhiều hơn trong bàn cờ kinh tế toàn cầu. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!